xóa tan những cái lý do, những cái rủi ro khi các bác mua loa màn hình nếu như các bác xem video này ở chiếc loa này. Model có nghĩa ở đây là model 261 Pro, phiên bản cao cấp và luxury nhất nhì ở bên Mạnh Tiến. Một chiếc loa màn hình kèm 18 inch. Đây, chiếc loa mà các bác hay hỏi là tại sao giá cao vậy? Màn hình dùng có tốt không? Có mượt không? Có bền không? Đây, có tốt không? Có mượt không? Thì mời các bác nhìn cận cảnh vào đây. Chạy tất cả các loại hệ điều hành Android ở trên đời này, YouTube, phở bò, vân vân và mây mây. Các bác chỉ cần kết nối mạng là sử dụng được ngay. Cái mà mình rất thích ở đây, chiếc màn hình này người ta đã trang bị cường lực anh em nhé. Trừ khi lấy búa, lấy va thì nó đập cái tỷ lệ sát thương nó cao thì nó mới hỏng thôi, chứ bình thường thì này, kể cả hai cái mic của nó. Và cái chức năng tìm kiếm giọng nói, các bác cũng rất nhiều các bác hỏi em rằng là ngoài tính năng mạt mượt ra thì cái chức năng tìm kiếm giọng nói của nó ra làm sao, có hay không, có mượt hay không, thì bây giờ em cũng thử tí nữa em sẽ cử kiểm chứng. Thứ ba là khi đến nơi không có wifi thì làm thế nào. Khi đến nơi không có wifi thì nó dễ ợt các bác chỉ... ui tí vỡ. Khi các bác không có wifi, bê anh ấy. Khi các bác không có wifi ấy, thì cái điều đơn giản, tại vì em cho cái bàn này thầy bé, khi các bác không có wifi thì phát nhạc lên đấy, phát từ điện thoại lên giúp em. Và chất lượng loa có hay không thì các bác ơi, con này là trang bị là cái loa này là chất lượng của nó là màn, con này là màn 18 và bát thì là bát hay bát, con này là bát 26 khoảng gần 30 đấy. Có đây, đằng sau đây hàng giá trị cao để bảo hành như thế nào, có USB này, có thể nhớ, có HDMI mình cắm được TV riêng. Đây, cái loa này là phiên bản này người ta đã nâng cấp toàn bộ lên, có hai cổng live stream luôn và có hát, có revert và có echo luôn, delay và echo luôn, hát chúng ta nhẹ nhàng hơn. Và cái điều mà mình rất thích này, nó có một cái nam châm ở đây, các bác đừng có vội vứt nó đi này. Đấy, khi mình hát hết mình auto, mình tự động sạc pin thì 18650 sử dụng 4 đến 5 giờ đồng hồ liên tục. Và cái đằng sau thiết kế của nó thì cực kỳ chắc chắn. Đấy, em đã cố tình em để cao lên như này cho các bác xem này. Quay này các bác này, nhìn này, hàng này nó là hàng nhập nguyên con ở Trung Quốc, năm ra là nó hàng nó rất là chuẩn chỉnh luôn, từ cái màn hình hay là từ cái thiết kế của nó rất là sắc nét. Đấy. Và không để các bác chờ đợi lâu, em sẽ thử cái tính năng mà tìm kiếm giọng nói. Còn một bác đặt câu hỏi nữa là phương thức thanh toán thì như thế nào? Nhận hàng thì mình thanh toán thôi. À, phí thì ai chịu? Ơi giời ơi, cái phí này thì bác cứ thanh toán tiền trước thì em bố trí ngay. Mày lại là rồi gửi như thế nào thì bên em là gửi toàn quốc các bác ạ. Câu hỏi này thì quá là dễ dàng rồi. À, xa quá, sợ dùng một thời gian hỏng bảo hành thế nào? Bên em bảo hành cho các bác 1 năm. Sau thì có hậu mãi. Yên tâm, một chiếc màn hình như thế này nếu các bác không chảy rơi vỡ thì một vài năm là chuyện bình thường. Còn bên em bảo hành cái lúc hỏng luôn. Bảo hành cái lúc hỏng các bác nhá. Đây em sẽ thử cái tính năng đầu tiên là cái tính năng độ va, độ mềm mượt của nó. Bây giờ mình sẽ test cái tính năng con 261 Pro này với hệ thống một con bát 26-27cm khoảng gần 30 và rất nhiều đường chép leng keng như thế này. Đằng trước là một logo lỗi MT Max rất là đẹp, mà lưới nhìn rất là sang trọng luôn, da thì bọc da cao cấp. Đây để các bác không chờ đợi lâu, em sẽ thử cái tiếng ví dụ một chọn bài hát này. Không bao giờ quên anh karaoke. Anh em thấy chưa? Loát luôn. Đấy, một chiếc loa màn hình đấy. Không bao giờ quên anh này. Thử luôn này, tô lên nữ này, tô lên nam này. Đấy, anh em nhìn không? Chống hú cực kỳ tốt luôn. Đấy, nói sùi bật phép rồi đấy. Đây cho anh em nghe thử nhá. Không bao giờ quên anh. Ok, tô lên nữ để em tìm tô lên nam. Đây tô lên nam. Đấy, ok chưa? Các bác nghe thử tiếng mic này. Lô 1 2 3 4. Lên chút gì vần. À, lên 6 1 2 3 4. Bát đánh rất thâm luôn. Đứng ở chỗ và hát luôn lên vị trí này. Alo 1 2 3 4 đập sâu. Alo. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao. Lâu sẽ tốt, nhạc căng nhất. Rồi, cho anh em nghe thử tí lon top xem là nó có ra gì và lại làm không. Đến nhạc. Mời anh em nhá. Đây. Đây. Cái gì?
ok anh em nào thích cái mẫu 261 Pro này thì bình luận xuống bên dưới anh em nhé. Xin chào.